Ok, trận đấu đôi nam giữa Bắc Ninh và cặp đôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Bảo Minh Bảo Đức. Điểm số đầu tiên cho Bảo Minh Bảo Đức. Điểm 2-0 cho thành phố Hồ Chí Minh. Và cầu hơi vội vàng của Xuân Huy. 3-0 cho thành phố Hồ Chí Minh. Phát cầu ngắn, điểm số đầu tiên cho Bắc Ninh 1-3. Hai ba cho Bắc Ninh. Chiếc shot khá ngẫu hứng của đội tuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi cầu ra ngoài sân. Thủ cầu khá hay từ Phan Anh. Đổi điểm 4-5 cho Bắc Ninh. Ok, đánh đến khi nào xong nha anh ơi. Đánh đến khi nào xong nha. Bây giờ có lẽ là sân kết thúc muộn nhất sẽ là sân phía bên này. Sân phía bên này mới đánh đến trận đơn 3 thôi. Còn sân phía đang live stream này thì đã đánh đến trận đấu thứ 4 rồi. Thủ cầu rất hay từ Xuân Huy. Vẫn còn rất hay. Điểm san bằng 6 đều cho Bắc Ninh. Thủ cầu tùy cầu rất chủ động từ Xuân Huy. Phan Anh đập cầu. MC hay quá, hay quá, hay quá, mày như chim. Rất tiếc là pha cầu ngoài vừa rồi. Điểm 7-6. Hay quá đấy, thế ôm bụng nhăn này. Tốt. Điểm 7 đều cho Bắc Ninh. Mới 14 tuổi thôi chú ơi, tầm 14, 15 thôi. Nhìn thằng này trẻ con như này chú. Tầm 14, 15 thôi. Chú ra hỏi một người. 4 tuổi trong năm. Hết cỡ 15 tuổi. Điểm 8 đều. Rất mạnh, cổ tay rất khỏe cho tay vợt Hồ Chí Minh. Điểm 18 đều Hồ Chí Minh. Con này chẳng lưới rất hay, không được rồi. 11-8. Đây là vận động viên Trung Tín của tỉnh An Giang, sinh năm 2003. Mười bốn tuổi. Đây người ta cầm mình ở đây.
Ok anh Thuốc nào. Công an Thắng Hải Phòng 41 nha anh ơi. Công an Thắng Hải Phòng 41. Ok Lê Tâm, Trung Tín đang đánh với tay vợt số 1 của tỉnh Bắc Giang. Rất trẻ của Bắc Giang. Điểm số đang là 17-7 như với Bắc Giang. Đấy, thế đây là đâu? Điểm đang là 17-10 như với Bắc Giang mọi người. Tay vợt đến từ quân đội mới có 14 tuổi thôi. Hải Thiết nhờ, đội ra ngoài, có lực hết. Mười bốn chín, cho Hồ Chí Minh. Mười lăm chín cho thành phố Hồ Chí Minh, có vẻ trùng rồi. Cầu thủ Hồ Chí Minh đang múa trên sân chẳng. Này thì múa. Đội điểm 10-15 cho Bắc Ninh. Thủ tay khỏe phết nhỉ. 16-10. Trận đấu giữa Bắc Giang và quân đội đang là 19-12 cho Bắc Giang trong trận đấu thứ nhất. Nói chung trận này khả năng cao là Bắc Giang ăn rồi. Tay vợt quân đội còn quá trẻ, mới 14 tuổi, nhìn rất trẻ con. Cao chưa bằng lưới. 21-12 cho Bắc Giang, rất hay. Bạn lưới rất hay từ Xuân Huy. Ở ngoài sân. Điểm 13-18 cho Bắc Ninh. 14-18 cho Bắc Ninh. Đồ Hồ Chí Minh đang đùa đối thủ. Đùa cẩn thận đây, ăn quả cầu mặt thì chết đấy. Xúc động thế là ngã đấy là không có đâu. Còn anh đánh rất hay, rất hay. 15-18 cho Bắc Ninh. Tuy là có hơn đấy nhưng đùa một tí là hy sinh ngay. Để cầu rất sát lưới, Phan Anh nhập cầu. Rất thích quả bay người đập cầu của Phan Anh. Nhập qua nhờ. Dính cầu mới rồi. Hành phết đấy. Thủ rất hay từ Phan Anh, vẫn còn. Đập tiếp đi. Điểm số 20-15 cho thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu thứ nhất. Vì sao thì Bắc Giang cũng xin Bắc Ninh đang thi đấu khá hay. Trận đấu thứ hai, trận đấu giữa Bắc Giang và quân đội thì đang là 2-1 cho Bắc Giang nhỉ. 99% là Bắc Giang sẽ thắng trong trận đấu này. Và cầu không hiểu ý nhau. Trận đấu kết thúc 21-16.
Xét đấu kết thúc 21-16. Bên kia trận đồng đội nữ cũng phá kịch tính với Quảng Ninh và đội nào đó. Đập rồi. Đấy. Đập tiếp. Trận đấu thứ hai rồi và cầu lỗi đến từ Phan Anh. Điểm 1-0 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo Đức phát cầu. Tấn công tiếp. Một cầu thủ cầu rất hay, cầu ngang rất hay, cầu ngoài sân. Điểm 2-0 cho Hồ Chí Minh. Rất tốc độ từ Xuân Huy. Điểm 2 đều cho Bắc Ninh. Đôi nữ Quảng Ninh chưa đánh mọi người ơi. Quảng Ninh mới đang đánh đơn 3 thôi. Còn rất căng từ Bảo Minh. Điểm 3-2 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ok, Bắc Ninh thì họ cũng xác định là thua trong trận đấu này. Xác định thua trong cuộc đối đầu giữa Bắc Ninh và Hồ Chí Minh thôi. Họ xác định chỉ tranh nhì bảng thôi. Tranh nhất bảng là sao được với Hồ Chí Minh. Rất hay. Trong sân. Điểm 5-2 cho Hồ Chí Minh. Là đôi đến từ Hồ Chí Minh cổ tay rất tốt. Đánh cầu rất nỗ hứng, chích cầu liên tục. Trận đấu giữa Quân Đội và Bắc Giang đang là 7 đều nhá. Có ai biết tay vợt? Có ai biết tay vợt Phạm Văn Hải của Bắc Giang? Tay vợt Phạm Văn Hải của Bắc Giang sinh năm bao nhiêu không ạ? Có ai đang theo dõi live stream không? Có biết là tay vợt Phạm Văn Hải của Bắc Giang sinh năm bao nhiêu không? Nhìn cũng rất trẻ. Phạm Văn Hải. Cao quá. Mất lịch sự. Thầy giáo. Ngoài nó bảo thằng Hải bao tuổi nhưng mà nó đang nổi không trả lời. Bài đánh cầu người học nhiều. Huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên chó như vậy. Điểm 39 cho Bắc Ninh. Chuẩn không chị Hạnh Hà ơi. Ok, cảm ơn mọi người, rất nhiều người biết thông tin. Tay vợt Phạm Văn Hải 18 tuổi, sinh năm 2001. Cảm ơn mọi người cung cấp thông tin nha.
Và sau đó thứ hai điểm là 11-3 cho 11-3 cho thành phố Hồ Chí Minh. Một cầu lật lưới của Xuân Huy. 41 Phan Anh phát cầu. Thi đấu ở nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên mọi người. Điểm 51. Ai để tạo? Ba cầu không hiểu gì nhau, Bảo Minh Bảo Đức 61 cho Bắc Ninh. Không có Lào Cai nhưng chị ơi, Lào Cai mình em cũng ở Lào Cai mà. Lào Cai mấy giải to to này chưa đi thấy đi đánh bao giờ. Cơ bản đi đánh cũng không có cửa, em thấy Lào Cai mình cũng không ăn thua lắm. Mấy vận động viên phong trào ở Hà Nội lên trên Lào Cai đánh đã lấy hết giải rồi. Điểm số 13-6 cho thành phố Hồ Chí Minh. Cơ hội tấn công. Hay từ Bắc Ninh, cầu lỗi từ Xuân Huy. 14-6 cho thành phố Hồ Chí Minh, trận đấu thứ hai. Ok, đặt vé giải cầu lông đồng đội toàn quốc nha em ơi. Tỷ số đang là 13-9 cho Bắc Giang trong trận đấu thứ hai. Rất hay từ cặp đôi Bảo Minh Bảo Đức. Rất hay, rất tốc độ thì cây vợt Bảo Minh. Điện biên không đánh như Hải Cơ ơi. Điểm 17-7 cho thành phố Hồ Chí Minh. Đập cầu liên tục tục từ Bảo Minh. Đi đủ cầu vẫn rất tốt. Ra ngoài sân rồi. 18-7 cho Bảo Minh Bảo Đức. Ok, đánh giải quốc tế mà muối được ngày thì ngon. Mỗi đội ra quốc tế không muốn nổi. Xin game có Malaysia với Indo mà bác. Bắc Ninh xác định thua mà mọi người. Mục tiêu Bắc Ninh là không được thắng. Nếu lỡ may thắng thì cũng không sao. Ok, Lào Cai Điện Biên thì em cũng Lào Cai Điện Biên, nếu mà Điện Biên ra quân với đội hình mạnh nhất thì Lào Cai không chịu được. Khiếp nhỉ. Điện Biên mà anh Thịnh không đánh cho Bộ Công an thì cửa đơn đã hơn rồi. Đây là 18-12 cho Bắc Giang trận đấu thứ 2 này. Bây giờ chúng ta đến với sân đấu nhá. Sân đấu giữa Bắc Giang và Quân Đội. Tay vợt phía gần màn hình của chúng ta, tay vợt Phạm Văn Hải, sinh năm 2001. Phía xa màn hình tay vợt Trung Tín của Quân Đội, sinh năm 2005. Trên sân số 1, trận thi đấu đồng đội giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Ninh.